Đây mình là Dương Quốc Thịnh, có bán gạo nha. Cái này giống thủ công hồi xưa nè, phơi lúa nha, phơi lúa giống thủ công hồi xưa đó. Đó, cái này người ta phơi để người ta nấu rượu, người ta xây sơ sơ cái ta nấu rượu nó ngợi thôi. Cái này năm lúa này lúa 504 nha. Ai có làm ruộng hồi xưa không? Vô đây coi. Đó. Mình phơi cỡ mấy nắng thì nó khô? Cái này 1 tháng 1-2 giờ xuống vô rồi. À. Nhưng mà cái này nhờ cái là mình không phải là mình ăn, cho nên mình không kỹ, cho nên vậy. Khô rất là khô luôn. Không phải, ý nói là mình phơi nó không có không đạt hả? À, không phải. Mình phơi mình không có kỹ, sợ đá sạn rồi đó, cát rồi đó, mà tại vì mình nấu rượu rồi, mình đâu có ăn. Rồi cái hàm mình nấu cho cái nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt thì thêm không? Bán kiếm lại được chừng 20% không? Mà một nồi cái đó của mình hết nhiêu rồi? Trời ơi, cháu vào mắt kia hả? Cho nên cháu bây giờ đâu có thấy ai mà đổ dưới sông nữa ha. Trời ơi. Tại em có bán gạo, bán tấm cho ta nấu rượu á, tấm á. Cái này nó ngợi hơn, mình mua tấm này hả con? Ngợi hơn không? Tấm là nhiêu ký? Sao? Tấm nó rẻ hơn. Tấm ơi, cái này cũng 8.000 mấy rồi, rẻ gì cô? Sao mắc gì ta? 8.000 vốn rồi đó. Gạo xô cái này nhiêu? Gạo xô thì không biết, mà tấm cái này là 8.000 mấy mà tấm mới không biết có không á. À. Đúng rồi, nó có còn cám. Dạ. Không có nấu rượu gà, rượu cá. Dạ. Còn nếp thì mua nếp nước chè thôi được đó. Dạ. Tại vì mình quay cho mấy người xa quê, người ta nhớ cái cảnh phơi lúa hồi xưa vậy thôi chứ không có ý gì, không có ý gì khác. Thì tấm á, tấm là 8.000 là như vậy, người ta mua, người ta năn nỉ người ta mua nữa đó. Vậy là lúa nó chưa xuất khẩu, không có lúa, không có tấm rồi đó. Đúng rồi. Ủa. Đúng rồi, tấm không có là cháu đâu có. Cô có xài can có gì sẵn đi ngang đi giao luôn chưa? Cái can đựng rượu á, 5 lít, 10 lít, 20 lít, 30 lít, cái can có. Có gì trở lên chưa? Để ngồi tôi cho số điện thoại bị... cỡ 115.000 à, bỏ mối cho người ta. Coi lộn 120.000 chứ. 0949063570, cô rảnh nha, cô lưu vậy. Đó. Dạ, vô lưu. Trời ơi, phải đi cho hèm nữa hả? Dơ lắm. Cho mấy người nuôi vịt rồi đó cô. À. Trời ơi, phải đi cho nữa hả? Trời ơi, cảm ơn quay. Phải đi cho hèm nữa, trời ơi. Rồi lỡ có mất nắp gì đó, cái có gì nói rồi mình đem lên cho. Vì mình làm giống như đại lý cho hãng can vậy đó. Hiểu ít ít phải không? Dạ. Trời ơi, ba cái YouTube này nó đòi phải 10 phút. Sao? Cái thời lượng cỡ 10 phút đổ lên. Cho nên cô cảm phiền nha, làm mất thời gian của cô. Đó, phơi lúa là phải kiểu này đó. Cái nhà quê hồi xưa nè. Nhưng mà tại này cái này không phải là ăn cho nên ta cũng không kỹ không.
chứ cái này ăn là bị sạn nè. Đúng rồi. Không. Bây giờ mình cũng nó cũng không đến đổi theo cái mình sợ nó cô ơi. Cũng có 1-2 hộ. Hộp đá mà gạo này nó mềm, cơm này gạo 5-4 phần tư hơn, gạo gì nó giống mới. Cái này nó làm như nó dài. Dạ, giống mới nó dài nè. Dài. 5-4 phần tư người ta nó còn quay hả? Nó tròn quá, nó không đạt bằng. Cái này không chừng nó kêu là C10 nè. F gì đó. F hả? Đó. Đó, phơi lúa nè. Cô cảm phiền giùm nha, bị khoái thêm. Ông này tỉnh đó đâu, mùa nào cũng giống mới trơn á. Ừ. Đó, phải lúa giống như hồi xưa đó. Đó. Cô rảnh cô lưu giùm cái số. Bị tôi dưới xe cái tàu á, nhưng mà tôi đi ngang thường lắm. Chiều là tôi đi ngang đây, tôi đi đánh bóng bàn á. Đó. Có gì mất nắp cái gì nói cái mình chia lại cho. Chứ sao? Chứ nếu mà mua gạo là không còn lời. Đúng rồi, không có lời. Là cô, nếu cô muốn lời là phải cô phải hai đầu. Nuôi vịt, nuôi heo đó. Mà bán rượu mắc quá, thì ai đâu mua. Nhờ cái là rượu mình không có còn. Đúng rồi, người ta mua hoài. Tao cũng được, hai chồng già nuôi thêm con dâu với cháu nội nữa. Trời ơi, hay ha. Hai chồng cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Trời ơi, còn khỏe ha. Cho nó đó, giờ nuôi cho vợ chồng con cái nó. Dạ. Dạ. Này mình quay chuyện nhà quê rồi cho mấy người nhớ quê, nhớ cảnh phải lúa hồi xưa vậy thôi chứ còn không có ý gì hết. Ừ. Làm công chuyện xong nghỉ ngơi được, bây giờ mà công chuyện mình phải đút cho cháu nội ăn nó ngủ trong nhà. Chứ sao? Đó. Này giống bây giờ cái cảnh này là không còn nữa nha, tại cái này bà này bá nói cái cảnh này không còn nữa nha. Rồi xong luôn, là mất cái cảnh này luôn á, cảnh phơi lúa này là không có còn nữa, bây giờ ta sấy không à. Ai rồi sấy? Tại vì nó làm bằng công nghiệp nó hút lên không à. Đó. Dạ. Rau gì hả? Rau gì hả? Rau gì thấy ngon quá vậy ta? Đó. Đó thì bà làm gì làm đi, tôi quay chút à. Cô luôn cái số điện thoại vô đi, có gì cô cần tôi đi ngang tôi đưa cho cô. Dạ. Đó. Phơi lúa là như vậy đó, phơi lúa hồi xưa là như vậy đó. Mấy người nào mà có phơi lúa qua thì biết. Đó, cái nghề này cũng mấy chục năm rồi đó, con ba mấy tuổi rồi đó. Dạ. Đó, nhiều hoài đó. Dạ. Cái này cái rau gì á cô? Đậu bắp. Đậu bắp hả? Trồng nó trồng hơi dày. Dày quá, dày quá. Nó lan cây lấy cháu. Cây lên cháu. Đó, nhà cô ở đây hả? Bên kia hả? Vô lấy cái viết ghi giùm. Đó. Phơi lúa là như vậy đó. Đó phơi lúa này nha, người ta phơi. Đó, mấy cái cảnh này không có nữa đâu, bị bây giờ sau này là người ta phơi bằng không có phơi mình ta sấy không à. Quên nó, Dương Quốc Thịnh có bán gạo nha, 0949063570, có bán mấy cái can số rượu luôn, can số rượu đó cho các bạn mà nhớ. Đây có phơi lục bình nữa nè, mình biết quay phơi lục bình đó. Thì cái cảnh phơi lúa hồi xưa là như vậy nè, nhưng mà đó mình có chút đệm nha, cái này tại vì người ta nấu rượu cho nên không phải là ăn cơm đó. Sẵn đi ngang thấy rồi là làm liền chứ ai đâu mà đợi mình cái cảnh này.
Này lúa này lúa lúa hạt về 54 nha. 54. Bây giờ là máy liên hợp nó làm sạch luôn, đỡ phải về. Đó. Cái đường này ra mới xong. Nhiêu? 5 công rưỡi. 5 công rưỡi rồi. 5 ngày nữa nó vô. 0949 063570 70 Thịnh can á. Có xài nắp lỡ nó có bị mất rồi đó. 0949 0635 0635 70 Thịnh rồi. Thịnh Hùng. À, cô nói nghe cầu Tân Sơn nấu rượu nha. Ừ. Làm mà dành dụm mà cất nhà dọn xong trắng tay rồi. Dạ chơi đồ có chơi hàng ngày. Yêu cầu là mình có sức khỏe thôi. Thay vì bây giờ bắt chuồng lưỡi xong luôn cũng được. Đúng rồi. Đúng rồi, thì ai nhát thì không dám làm rồi. Cái này là cây đậu bắp đó sao mà sao dày dữ. Thôi cảm ơn nha cô, làm mất thời gian của cô, cảm ơn, chào.